Ví dụ đây này, thế gian này có cái pháp nào mà Phật cho tiền, cho vàng, cho bạc thì mình chỉ xài tạm nuôi thân, rồi già cũng chết, ông vua gì cũng già cũng chết à. Ăn ngon cái mấy ông già cũng chết à. Mà mình được giáo lý của Đức Phật đem tới cho mình dạy có tín nguyện phụng hành, có ba chữ là tín nguyện phụng hành, được cứu cánh gì ăn được. Mình về tin ba cái phương pháp này là mình được thành Phật, về Đức Phật thành Phật, vĩnh viễn không còn trở lại luân hồi, xong sáu nẻo lục đạo nữa, ngon không? Đó là cái giáo pháp tối thượng của Phật tặng cho mình đó, thầy ban cho mình đó. Khối vàng bạc vào cho một khối vàng đi, mình xài cũng hết đó. Mà chỉ có ban cho pháp môn tịnh độ, tịnh độ tin Phật, nguyện làm theo giữ giới thành Phật. Vậy ạ. Nhân cháu á. Bây giờ tôi nói về qua cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Nói về pháp môn tịnh độ và thiền. Thiền là nói về thành Phật tại thế gian, hoặc vào khi di chết bỏ xác thì vào cõi niết bàn tịch tịnh. Tại niết bàn là gì? Niết bàn là tâm không còn dính mắc, không vào cõi vô, là nơi nào cũng niết bàn á. Ở đây cũng là niết bàn, hoặc là sanh về cõi trời cũng là niết bàn. Cái tâm mình không còn khởi vọng nữa, tự tại như tại thiên á. Muốn bay đâu bay, muốn ở đâu ở, muốn làm gì nữa gọi là chỗ cõi hư vô, là không thấy hình bóng, hiện hiện muốn biến 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 quá. Cái tâm mình kêu là chỗ là diệu chân không, mình nó diệu hữu. Nó không có nói hình tướng được, mình nó quyền diệu và nó hữu, là muốn hiện ra. Nó quyền diệu là có, muốn hiện gì đó hiện nắng như tại thiên, muốn biến ra đàn dân rồi tự tại, lúc đó gọi là cõi niết bàn. Còn nói với ba cõi pháp môn tịnh độ, cách đây 10 muôn của cõi cõi bên thế Tây Phương hướng Tây có thế giới ông A Di Đà làm giáo chủ. Ông khi kia ông là pháp tạng thì kheo, ông tu, ông có nguyện khi cái tôi thành Phật về mà ai muốn tu lập một quốc độ mà ở Tây Phương, ai muốn về thế giới tôi á, thì phải trong bốn lời pháp nguyện, đời lời nguyện thứ 18 mà từ một niệm, khi lâm chung từ một niệm chí thành đến 10 niệm mà tôi không rước thì tôi thề không ở ngôi chánh giác không thành Phật. Đó là lời 48 đại nguyện Đức Phật, là nói gọn thứ 18 thôi. Mà nếu mà người nào niệm Phật là sanh về đó không còn nghèo nữa, mà không còn bệnh tật nữa, là về cõi hạ tham hạ phẩm hạ có ba cấp: hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là người đó 49 ngày của Phật mới cầu nguyện đám mừng từng đám đa đám trai tăng ra làm phóng sanh bố thí trì giới, là cầu nguyện bố bảy thất, là nhờ công đức đó mà Phật phóng quang nhiếp hóa về cõi hạ phẩm, đó gọi là hạ phẩm hạ. Như em bé 12 tuổi đồng loạt nhau, không có già mà không có lớn đó, một loạt người mà cái đất cõi với Phật khen. Không có núi, không có rừng, không có biển có ao thất bảo, có ao với bằng bảy báo. Bảy báo làm cái ao đáy với cát vàng, mà ao luôn mọc hoa sen xanh vàng đỏ trắng, là nó con người xanh và hoa sen nó nở ra xuống lễ Phật, chứ không có người nữ, không bệnh, không già, không chết, bất diệt bất sanh. Tuổi Phật sống bao nhiêu là mình sống về cõi đó, sống bằng Phật vậy đó. Muốn ăn là hiện ra, nên không khó nhập nhằn lo diệt sanh nhai trí nhằn nhìn cảnh và Phật đài khỏi quá khổ cua cầu bất đắc. Tám điều khổ với thế gian này: sanh khổ, già khổ, bệnh chết, mưu cầu đắc, quá tắng hội khổ đồ, điều thứ lo ngại, mưu cầu lo ngại đồ khỏi hết. Về chảnh là muốn gì được nấy, không bệnh tật, không già, không gì nữa, là điều tám này ở chảnh là có tám điều vui. Xuống ao thất bảo tắm, muốn nóng là nóng, muốn ngọt thì ngọt, mà muốn nước dâng tới đâu nước dâng đó, cái ao sen vậy đó, tắm mát kêu là nó đầy đủ. Rồi cây có cây báo, rồi có nhà bằng bảy báo luôn, rồi đất bằng báo luôn, bảy thứ báo luôn, đất bằng lưu ly, bằng vàng, bằng bạc, cây bằng vàng, cái trái bằng bạc, cái hộp rồi cái gốc bằng lưu ly, nó khoa trong bảy chất báo rồi đó, gọi hạ phẩm hạ sanh. Rồi hạ phẩm trung sanh tức là tầng thứ sáu á mới được cho sanh về cõi trung phẩm, rồi cầu nguyện. Rồi tầng thứ bảy á, rồi trở ra tầng thứ năm á thì được rồi hạ phẩm thượng sanh. Đó rồi là qua cái năm lần cầu nguyện vậy là mới hạ phẩm thượng sanh thôi. Mà muốn về thượng phẩm trung sanh á, thượng phẩm sanh là phải cầu từ thứ tư tới thứ ba, ba tầng nữa là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm sanh, là về Phật đem về đó ở trong ba cái tờ phẩm đó và sống như con người 15 tuổi rồi đó. Ba phẩm đó là như con thanh niên 15 tuổi không có nữ, mà toàn là một lứa tuổi 15 không có nữ, có Phật là không có nữ,
không có đẻ gì chứ, cõi đâu qua sen nở ra chứ không đẻ, mà sống muôn tuổi không có bệnh tật, không có gì hết, muốn gì hiện cõi này, muốn áo có mặc, muốn ăn gì cõi này tự tại, muốn thần thông ba giây mười phương Phật tự tại, tự tại, không thòng xe hơi, không máy bay, không cần gì hết. Muốn đi đâu là cái tâm mình niệm tưởng tới đó là ba giây đó biến mất rồi, là cảnh giới nó hiện ra, biến quá bén ở đây là cảnh đó hiện ra, thần thông tự tại đó. Rồi nói tới ba phẩm thượng là từ ba thức mà đầu á, tức là nếu người nào mà thức thứ ba thì về hạ phẩm, thượng phẩm hạ sanh, thức nhì đó thì trung phẩm thượng sanh, thức thứ ba mà thức nhất á thì là người mới tắt thở đó, khải móng tay về đến Tây Phương là người đó về được là thượng phẩm thượng sanh. Khi mình ở với thế gian này nè, mình làm tín nguyện phụng hành tinh Phật, quy tam bảo, giữ tám điều răn cấm, và mình niệm Phật khi lâm chung, mình giữ tám mà mười điều, gọi là thân không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không ác khẩu, dụng ngữ liên thiệt, tâm không tham sân si, khi mãn kiếp phàm trần nhờ công đức đó, khi lâm chung Phật phóng quang nhiếp thoại, giảng sanh về cõi A Di Đà, thượng phẩm thượng sanh, chứng quả thượng phẩm thượng sanh là các vị hàng đó, hàng chứng quả Bồ Tát đó. Nhưng mình lại thiết pháp ở tại thế gian này, giảng đạo của Phật, truyền bá giáo lý đó, mà độc thân tu đó, mấy người đó tu đó nữa về thượng phẩm, không biệt trai gái. Nếu mình ở thế gian này trai mình độc thân, hoặc là nữ độc thân mình tu hạnh giải thoát đó, thì khi lâm chung về thượng phẩm thượng sanh, đó là người độc thân đó mới được chứng quả cao. Còn mình có vợ chồng tự hạ phẩm hoặc là trung phẩm do công đức làm thiện của mình nhiều ít, cấp bậc nhiều ít là do cái việc mình làm ở dưới thế gian này, công nhiều thì được phẩm cao, mà ít thì được về phẩm chó, do công đức của mình tu. Đó là vậy, nói tôi tả gì chín cẩm hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc như vậy. Mà nếu còn người nữa tính bắn nghi mà không tin Đức Phật A Di Đà, giàu có sanh về trời ở mấy biên địa quan đảo của cõi Phật kia, không gặp Phật, ở đó một mình như hòn đảo ngoài biển vậy đó, quanh năm không bao giờ gặp Phật, rồi 500 năm chết lại một lần nữa mới đầu thai lại, có nguyện lớn mình nguyện mới đầu thai vào mới gặp Phật, chỉ là mới gặp vào thủ đô của Phật, với gặp Phật mới ngồi ở tại thủ đô Phật với chân Phật, Phật nghe bờ thuyết Phật. Còn người bán thính bán nghi, người đó sanh biên địa như ở thế gian mà ở ngoài quan đảo không gặp, bây giờ thành phố không được vô, thành phố không được gặp vua. Còn ở trên Phật thì mình không bán thính bán nghi là sanh về Phật, cứ cũng ở ngoài quan đảo không bao giờ gặp Phật, mà phải chết một lần nữa mới chạy nguyện vô nữa mới lọt vào trong Đức Phật. Đó là người thiếu căn lành. Còn mình đây thật là tín nguyện, tín đầy đủ, mình quy Phật tin rằng có Phật, rằng có Đức Phật đây là của mình, và có pháp môn ngoạn hứa của mình. Đó là cái lực của Phật, hứa chúng thành 48 phát 48 lời nguyện là Phật hứa. Mà khi lâm chung mình có thành lòng cầu nguyện là đức tin, đó là nguyện lực hàng ngày mình cúng lại sớm chiều là đăng ký Phật, khi con chết con làm con của Phật, hàng ngày sớm chiều cúng lại rồi là nguyện. Còn hành tức là giới lực ăn tương giữ giới hàng ngày, mình làm lành phóng sanh bơ này kia đó, cầu bồ lộ đó hành. Nếu mà hành cao công quả là thượng phẩm sanh, ít là trung phẩm đến hạ phẩm, trong chính phẩm do công đức của mình tu hàng ngày ở dưới cõi Ta Bà, do công đức mà có cao có thấp như vậy đó. Nếu thế gian mình tu nhiều, mình làm pháp sư giảng viên đi thuyết trình giáo lý là nội thượng phẩm đó là những công đức tu tập ở thế gian. Nên tôi nói gì, còn ở trên hoa sen đó, ở nhà lưu ly, nhà thất bảo, phải không? Muốn nó nghe nó pháp là muốn coi vô tiếng á, dòm vô cái gốc cây nó hiện ra, muốn nhìn xuống về quê của mình á, muốn về dòng họ mình còn mắc cả cái cõi Ta Bà, nhìn vô gốc cây á, như cái vô tiếng á hiện ra hình ở vợ con cháu mình ở với Ta Bà này làm cái gì nữa hiện, như mình ở đây mở vô tiếng chiếu ra thấy hết trơn, mình muốn cái gì, cái tâm mình muốn gì nữa hiện ra cái này, nó như cái vô tiếng của thế gian mình vậy đó, cái gốc cây nó hiện như pháp vậy đó. Còn muốn nghe pháp là chim ở trên cây, Phật biến qua nói pháp gì nữa, hay nói pháp lấy cho mình tu, khỏi cần kinh sách là chứ. Muốn pháp gì nó chim nó nói pháp cho mình tu, như cái loa trên cây nó tự nó nói pháp cho mình tu, đó là Đức Phật như vậy đó. Còn nhà mắt giữ mưa ăn cơm á thì đúng giờ đi cúng ngọ, đi cúng mười phương nha, trong khắc giờ đi tới mười phương Phật, bay rét biến quá đi tới mười phương Phật, cúng xong rồi về cúng dường tại nhà Đức Phật, là không còn già, không bệnh, không chết, không đau, không gì nữa. Lời ta ở trên cõi Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nực mùi, ai rõ cái vui triệt đạo. Cõi Phật đó là về trở là không còn sanh. Từ khi mình muốn đăng ký nguyện xuống cứu chúng sanh thì mình nguyện với Phật trở lại làm người, xuống đầu thai xuống đây cứu ông mà anh em mình còn mắc kẹt, dòng họ mình còn mắc kẹt cái này nè. Những người mà mình hồi đó nhờ mình nhờ người ta mình tu hành vừa xuống cứu độ dòng họ có duyên với mình, đó là mình tự nguyện xuống. Đó là tôi nói gì đây là về cảnh giới Cực Lạc mà để cho pháp môn tịnh độ vậy. Mình có tính sâu nguyện thiết thành thâm,
mà mình không như cái ghế mà ba chân cái vậy đó, mà gãy một chân không có tính nguyện hạnh là không bao giờ pháp môn này hoàn bị, là tôn chỉ pháp môn tịnh hạnh là tính nguyện phần ai nấy tin tưởng, khi lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây phương chư Phật đợi chờ thành lòng niệm Phật Nam Mô A Di Phật, từ mười phương ai đều hành pháp môn đều giảng sanh hết, dầu thiên phạm ma quỷ xuất sanh tâm tính nguyện phụng hành, ma quỷ xuất sanh thì cũng tin thì cũng được giảng sanh, nếu nhất tâm tính nguyện của mình được cứu cánh về nơi an dưỡng, đó là lời Phật ai đã hứa, mình thầy là lời thầy mình dạy mình cũng vậy, mình gắng tin tưởng đi và tin tại mình nói được có được sự thật vậy thì mình được giảng thành Nam Mô A Di Đà Phật, và tôi nguyện đem công đức này hậu hưởng cho tất cả chúng sanh ai cả thấy cái đĩa này và tin cái lời của tôi nói đi, rồi tôi đi mà không được giảng thành tôi thề tôi chịu tội cho mấy người đó hết, tôi nguyện công đức này tôi chịu tội cho những người đó hết. Nam Mô A Di Đà Phật, và chúc cho bà con thế giới và trong các mười phương nghe tôi nói pháp môn này, về pháp môn này thời mạt pháp mình chỉ có pháp môn này là dễ nhất, mà tôi không được là người đó không có duyên với Phật thôi, nếu mà trên mười phương thế giới mà năm châu mà nghe cái đĩa này và tin tưởng tôi và tin Đức Phật A Di Đà hành theo đi mà không chỉ giải thoát, tôi lãnh chịu tội thế người đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Sẵn đây còn giờ để tôi kể một mẫu chuyện, lúc đó con cái ông già mà Đức Phật 12 giờ khuya rồi gần nhập đất bàn rồi, có ông già đó rồi cả trăm tuổi rồi mà ông nghe Đức Phật nhập đất bàn, cái ông lại quy Đức Phật ngay trong đêm đó chứng quả luôn, Phật độ ông chứng quả A La Hán luôn. Rồi các chư tăng hỏi Đức Phật sao nguyên nhân này ông già này tên là Bạc Đà La mà sao lại gặp Phật trong một giờ phút một cái chứng quả luôn. Đức Phật là không phải mới tu đây mà trong cái tiền kiếp của ông á, kiếp trước của ông á đi rừng bị cọp rượt, ông quan hộ ông mô phật, ông bị cọp rượt ông quýnh ông mô Phật không ạ, nhờ thiếu mô Phật đó, tức là mô Phật là quy định lễ hướng về Phật, quy Phật thì kiếp này được gặp Phật và được gặp ta trong giờ phút cuối cùng này mà được về thành đạo đắc đạo, chỉ có mô Phật đi rừng mà ngày nay được gặp Phật và được Phật độ đắc quả, thấy dễ không, cọp sợ rượt mà được thành Phật. Còn mình có thành lòng nè, sớm chiều cúng nhang đèn cúng dường Phật nè, nuôi cha mẹ hiếu đạo nè, đầy đủ căn lành, mình làm 10 điều thiện nè, tránh tất cả điều ác thì chắc ai cũng được giảng sanh hết. Loài con chim nó cũng niệm Phật nó cũng được giảng sanh, con thú nó cũng niệm Phật cũng được giảng sanh, mà nếu người nào biết niệm Phật là người đó giảng sanh, mình phải tin tưởng. Thầy nói dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh đều chí tâm chí nguyện, nhất tâm nhất là một tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, đó là quá dễ không, mà mình không tu pháp này là thôi là mình không còn gì nói nữa, quá dễ rồi. Thí dụ đây nè, thế gian này có cái pháp nào mà Phật cho tiền cho vàng cho bạc thì mình chỉ xài tạm nuôi thân, rồi già cũng chết, ông vua gì cũng già cũng chết, ăn ngon cái mấy cũng già cũng chết mà mình được giáo lý của Đức Phật đem tới cho mình dạy có tính nguyện phụng hành, có ba chữ là tính nguyện phụng hành được cứu cánh về an dưỡng, mình về thì tin ba cái phương pháp này là mình được thành Phật, về đất Phật thành Phật vĩnh viễn không còn trở lại luân hồi trong sáu nẻo lục đạo nữa, ngon không? Đó là cái giáo pháp tối thượng của Phật tặng cho mình đó, thầy ban cho mình đó, khối vàng bạc vào cho một khối vàng đi mình xài cũng hết đó, mà chỉ có ban cho pháp môn tịnh độ, tịnh độ tin Phật nguyện làm theo giữ giới thành Phật về ợt nhân cháu á, tu dễ hơn cháu nữa. Người không biết rồi thôi, ở trầm lưng trong khổ hải đầu thai chết đi sống lại, nếu thế giới này mà nếu mà không tu thì như ông vua ngày xưa thái tử chỉ cho ta không bỏ vợ con thành đà quốc thành cung điện vợ đẹp con ngoan, ngày nay đâu gọi là Phật Thích Ca, nhờ ngài giác ngộ từ bỏ ngài gì quăng hết ngài từ bỏ, ngày nay được thành Phật chánh đẳng chánh giác, còn mình phải lấy cái gương Phật tổ, lấy gương của thầy mình tu đi, mình cũng là Phật, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thầy mình là ông Phật, mình sẽ là Phật. Thầy mình là ông tiên, mình sẽ thành tiên. Thầy mình ông thở hồ, mình thành thở hồ. Ăn thua ông thầy mình đó, dạy mình làm theo đường nào thì mình đi theo con đường nấy là mình theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức ngày hồi hướng cho âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Kim Sơn Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Lặc Thôn Phật. Nam Mô A Di Lặc Thôn Phật. Nam Mô A Di Lặc Thôn Phật. Nhờ thầy chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi nói qua thôi, còn thì giờ tôi nói thêm một kể nữa. Hồi đó là trong cái xã hội Ấn Độ,
có cái ông này kêu là gánh phẫn thê là tệ nhất, hạ tiện nhất ở xứ Ấn Độ. Đi nghèo mà đi đổ bô phân, đổ bô gánh phẫn thê, sáng lại nhà giàu ta đổ bô lấy đổ gánh phân. Mỗi từng nhà để mà kiếm tiền sinh sống. Mà bữa nữa Đoàn Vĩ Tăng là vua đệ tử của Phật là toàn con quan đại thần đâu không, nhà giàu không á. Mà thái tử là con vua nó đi đi ngang. Cái ông thấy mắc cỡ, ông sợ mình là hàng hạ tiện, là cấp bậc hạ tiện nhất ở trong Đà La, trong cái xứ Ấn Độ có bốn cấp Bà La Môn giáo rồi này, mà cấp mà đó là hạ tiện nhất. Cái chốn Đức Phật vẫn đi thẳng lại Tiểu A Nan ẩm tắm rửa và thay quần áo. Phật dạy tu, quy Phật về tu, thời gian chứng quả thành Phật vậy à không. Còn cái ông này nữa, ông này quét dạ vậy chổi không thâu vô kêu ông Bằng Đạt dốt dữ lắm, hai chữ dạy cho cháu chữ quét mà đặt tên là Bằng Đạt. Mà thấy ông dạy cho chổi thì ông quên chữ quét, mà dạy quét là chữ chổi ông quên. Bữa nọ cái ông được lệnh là Phật nó cho mỗi bên ông tăng phải qua bên dẫn đường ni tịnh xá ni thiết pháp độ cho mấy cô ni. Thì bữa nọ Đức Phật sai ông Bằng Đạt đi, trước khi đi Đức Phật nói giảng cho một thời pháp. Nay ông Bằng Đạt được lệnh Phật chìa lên đi, đi cử đi thuyết pháp, tôi cho ông biết hai chữ chỗ quét thôi. Chỗ đó thế gian cái nhà ta để quét cho chuyện sự là quét cho bụi bặm sạch sẽ, nhà mát, nhà mát bát sạch thì ngon cơm nhà thì mát. Còn tôi nói ông nói đổi ngược lại, người tu đổi quét trong thân tâm, quét ái ố hỷ nộ ai dục cụ tham sân si, ông quét bỏ hết cái đó ông thành Phật giải thoát khỏi tu pháp môn nào hết. Cái ông bữa hôm qua, ông mới qua thì mấy cô ni là con quan đại thần giàu không mà chê ông này, ủi ông này dốt mà sao bữa nay Phật cử qua thuyết pháp thuyết cái gì, bụm miệng cười hết trơn. Mà ông đâu nói, Phật cử đi ông lên bộ phát to rồi ông nói nay tôi được lệnh Như Lai đến đây thiết buổi thuyết giảng hôm nay là cho tăng chúng công tịnh xá này, đề tài hai chữ chỗ quét. Ông nói quá thao 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 ấy. Theo thế gian là cái chổi quét là quét nhà cửa sạch, bụi thì mát bát sạch ngon cơm, nói về sự tướng con người tắm rẻ thì sạch sẽ. Còn đôi nói về đạo Phật giải thoát từ bi thì quét trong lòng mình ái ố hỷ nộ tham sân si, sáu căn không những cái cần thành Phật ngay tại chỗ này, khỏi cần nói vậy. Cái là mấy cái cô ni quảng hồn quỳ xuống sám hối xa lạ liền. Sao ông này bữa nay ông nói thao thao vậy, mấy bữa ông chỉ chậu quét ông không thuộc, bữa nay ông thiết thao thao vậy. Phật dạy cái mở quan cái nói được đắc đạo liền. Ông dốt nó Bằng Đạt á mà cũng đắc đạo đó. Dễ, mình tu mà dốt nát đừng có sợ. Mình tu niệm Phật đây, Phật tin tưởng này, độ là ông dốt cũng đắc đạo đó. Nó dễ lắm, đạo Phật nó bình đẳng này dễ dạy. Được chưa? Đủ dư giờ chưa? 16 phút. Còn thiếu mấy phút nữa? 16 phút nữa. Ừ. Thì kể tích điểm tích nơi đi. Cái hồi Đức Phật còn tại xứ Ấn Độ á, thì Phật đi quá dương đạo chúng, bữa nọ ông đi vô cái nữa, ông đó là ông vua, bây giờ nói đây là vô độ ông Ba Tiên Nặc. Ông sắm cái ngồi cái đôn phờ mật ngồi bằng vàng, cái chén bằng vàng, cái lọng bằng vàng, chữ tăng đều mấy ngàn chữ tăng đều sắm cái vậy hết y như vậy. Là ông làm vậy là quá tốn tiền của một quan đại thần, không bất đồng ý kiến mà ông vua ông cúng dường cho Phật mà ông quan đâu dám cản, mà không bất đồng ý kiến ông không nói ra. Xin chào, tôi là trợ lý của bạn, luôn sẵn sàng trợ giúp khi bạn cần. Sau đây là một số câu bạn. Cái bữa nọ cái Đức Phật lại dự cơm trai tăng của Phật đi về không thiếu một lời nào vậy. Ông vua ông buồn, ông nói tại sao mỗi hàng ngày nơi nào Đức Phật đến thì cũng thuyết pháp, ăn cơm xong Phật đều thuyết pháp, mà tại sao bữa nay Phật không thuyết pháp? Thì cái ông mới khe giá vô hỏi Phật nguyên nhân nào bữa nay mà con cúng dường trịnh trọng như vậy mà Đức Như Lai không thuyết pháp. Cái Đức Phật nói vì đại dương, ta nói cho đại dương biết, trong cái hàng đại thần của nhà vua đó có một ông quan không đồng ý, bất đồng ý kiến việc làm của đại dương. Nếu Như Lai nó thuyết pháp lên nói đợi ở sự cúng dường thành tội nghiệp cho ông quan đại thần đó nổ thêm chết gì đó mà Như Lai không nói, không thuyết pháp. Thì vì ông vua nó ông tức giận, ông khi ông về cung điện rồi ông họp qua triều đình là hết. Ông hỏi nội trong triều đình của ta, ta việc làm thiện làm cúng dường Phật để gây cái phước lành để cầu nguyện cho đất nước yên bình, cho nhân dân được an lạc lợi lạc cho toàn dân. Tại sao tốn kém chút đỉnh mà các ngươi có ông quan nào không đồng ý? Cái ông quan đó ông đứng lên ông nói thiệt, ông là việc làm của bệ hạ quá tốn kém của ngân sách quốc gia,
nên con không đồng ý. Ông vua ông nóng lên rồi, ông là ta cách chức cư đuổi gì làm dân và chết đọa địa ngục luôn. Đó là người cản trở việc làm thiện của người tu đó. Nếu người ta bắt cầu bồi lộ làm nhà, ta làm điều phải đi niệm Phật, mà mình có lợi nợ là chống trái là chùm hiện thế gian mất phước, người chết bị đọa địa ngục luôn. Đó là người trái là chống lại Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, mất đức tại thế gian mà chết đọa địa ngục, đó là chống lại Tam Bảo. Còn có ông quan đại thần, ông là con đồng ý việc làm, tán thành về việc làm của bệ hạ, tán thành việc làm của bệ hạ, thì ông vua cho là lên ngôi làm vua 7 ngày, mặc thích sức của kho ra cúng dường Phật 7 ngày, ngon không? Đồng ý việc làm của vua thôi, cho lên ngôi vàng làm 7 ngày làm vua, sức tiền kho ngân khố qua bố thí cúng dường đó, đồng ý đó được phước hiện tại thế gian, được làm vua 7 ngày, sức tiền của ngân khố của vua ra bố thí 7 ngày, biết như phước không? Chết sao được sanh về hưởng phước ở cõi trời vô lượng không? Mình chỉ đồng ý thôi à. Mà việc làm tốt là phước, đó là người thuận theo Tam Bảo. Còn tôi nãy tôi nói lịch sử của tôi cho quý đồng đạo hiểu luôn. Tôi tu trường tra giữ giới từ nhỏ tới lớn, với mình giới sát. Có những người đồng đạo không hiểu đó, ganh tị với tôi, thì cũng nói xấu này kia tôi là mang bệnh chết. Chết thì tôi hết năm sức mạng rồi đó. Mình đi sửa cầu á, hai mẹ con ra chửi tôi 9 giờ đêm á. Cái là sáng chở bệnh viện mổ bụng, mổ được thừa, rồi lần quần cái dây chúng cua ít chết luôn rồi. Phải người nào mà chống mình là chết. Tôi làm con ông Năm Chèo đó, ông Dưỡng Ấm á, ông cản ông cự tôi. Tôi là tôi làm đất tôi nhà tôi, rồi ông cự tôi thời gian, ông mang bệnh ông kêu trời không nằm 5 năm ông cũng chết luôn. Thế mình việc làm cho lợi ích Tam Bảo, người nào chống người đó mất đức là người đó phải chết thôi. Mình cứ việc giữ giới thanh tịnh và niệm Phật, người ta làm như Phật nói vậy. Những gì chống lại mình làm thinh nhẫn nhục, thì cái bánh nó cũng như chủ nhà mình đi đám giỗ người ta tặng mình không nhận, thì cái bánh quà của chủ nhà ta hưởng lấy quả báo, mình không dính vào tâm mình hết, mình an lạc tự tại. Đó là Mô Di Đà Phật. Tôi nói đây những cái điển tích để cho đồng đạo để thấy, để mình biết mình tu hành, mình là theo Phật rồi không có sợ gì. Mặc áo nhẫn nhục của Như Lai rồi là như đại địa, không có sợ gì ai nói phải quấy kệ họ. Mình cứ việc đường chánh mình đi, cứ đường thẳng bằng bừng âu ấy là một nhiệm. Thầy biết ai biết tri việc phàm, ai biết tri việc phải, cứ làm sao biết ai phàm ai thánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi giáo hóa vô lượng năm ở trên cõi thế giới này, ba lần tràng thuyết pháp độ vô số chính đến người chứng quả thành Phật sau đời thượng cổ. Ba tràng thuyết pháp đầu tiên là độ đắc rồi chứng quả A La Hán vô một tràng, là chín ức người chứng quả A La Hán. Ba tràng thuyết pháp vậy là tính mấy chục triệu người chứng quả A La Hán ở Việt Nam mình. Mà Việt Nam mình sao đắc đạo nhiều hơn cả thế giới. Việt Nam mình sống còn nhiều nhất thế giới, sao còn đông nhất thế giới luôn. Tại vì Việt Nam mình tu nhiều. Dạ, ông mà nói ông Phật Di Lặc lại mở đạo ngay Việt Nam mình lại tử ông Phật đã. Thầy nói câu này nha. Thầy về Sa Đéc, thầy đi vòng dạo Lục Châu 6 tỉnh, hỏi Châu gọi là tỉnh. Mà thầy mượn chiếc ghe đó, ông đi dạo Châu, mà có bữa đó rằm tháng 4 năm thầy có về Sa Đéc. Dạ. Thầy mới lên thuyết trình tại sân vận động á. Thầy nói dạy con cả nào đâu thăng cực. Thầy về Sa Đéc thầy nói câu đó. Dạ. Mà các tỉnh khác thầy không nói, mà về đây thầy nói đây tỉnh Sa Đéc. Ông biết Thanh Thủy là gì, là đệ thứ nhất rồi đó, đệ tử thứ nhất rồi đó. Dạ. Bây giờ sao mình ông nào tu ngon rồi là các tỉnh sao nó các thế giới sao mình đứng đầu thế giới chứ. Mà Sa Đéc mình sao ngon lắm. Anh hùng Việt Nam anh hùng mình Sa Đéc mình có nhiều người ngon lắm. Dạ. Ông Sáu ơi, mà Đức Thầy mình có nói là mai sau có cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa đó không sao? Là thầy cái... nói câu hai câu đó ám chỉ làng thổ đó. Đất cài làng thổ nó tràn xuống mình đó. Dạ. Chứ không phải là đất cài mày ruộng đâu. Vậy hả? Đất cài là đất là cài là nói thổ đó. Thầy chỉ đất cài là làng thổ đó. Dạ. Sao nó với thằng Tàu khối lợp tràn qua đánh cái đền tràn xuống cái diện tế nó đánh banh bành đua nhau mà chạy lầu đài gì cũng thành phố rồi bỏ hết, rồi lập rồi cái hội long qua chừng nó tràn xuống đánh là bên mình dập lại nó chết trơn rồi. Yeah. Rồi thầy nó không ngồi được cái lốc dồ nó sao chết trơn, nó xóa sổ nó chết trơn còn ai. Yeah. Rồi thầy nói nè Sài Gòn với Nam Giang sao hai cái nó đánh qua đánh lại, nó đánh qua Sài Gòn mình đánh lại Nam Giang cũng nó banh hết trơn. Yeah. Thầy nói Nam Giang gà nhặt và dâu đến gì đời kiếm chạy lá không còn cái chạy lá mà ngồi không ra đó. Chừng hai bên đánh qua lại thành phố banh chạy nữa. Hai cái thành phố thầy. Yeah. Như ông ba nói Miên Thành Sài Trấn đến gần bỏ thầy, hai cái này đến gần là bỏ thầy nhá. Thầy biểu thầy nó phùng muốn lánh phùng qua đánh thì thành tìm nơi sơn thẩm ngõ mai danh
đợi cơ thiên định xây dần đến, nhờ cuộc phong lâu đổi vận lành, sớm hướng xương trong cùng vũ trụ chiều mong gió mát với trời thanh. Tránh nơi đưa cao đa sự điều cao hạ, là nơi đa sự là nhiều chỗ đông người đó. Mà lính phồn qua lính đi thành là biểu mình ẩn vật tu hành chờ thầy về, đứng năm nhẫn nhẫn chờ thầy vậy mới có khôn ngoan hữu trí. Thầy dạy mình phải ẩn nhẫn chờ thầy về thì nó mới được, con người phải có thời vận tới thời làm mới được. Ông Sáu ơi, mà thầy cũng có nói là tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa đó ông Sáu, thập bát chư quan lỵ sân qua đó ông Sáu, là như thế nào không đó? Thầy nói đó là châu Đốc, châu Phú, châu Giang. Ba cái châu đó là nó nằm bên đây tên châu Đốc đó, có huyện châu Phú, châu Giang đó, có ba anh chà già ở cho nó kêu ba châu. Tam châu hữu ngạn là hữu ngạn, hữu là có, chứ hữu là có, ngạn là bờ sông. Nói là mới nói tràn qua đó, lỵ nhỏ xa là chạy, nó tràn qua chạy với lò khóc chứ có không không xa sao được. Chạy không kịp nó rượt luôn, bỏ nhà bỏ cửa mà trốn nó chứ không khóc thôi được. Nó tràn qua sát bên giới châu Đốc với mê, nó sát bên mà. Vậy là lúc đó là ông ba về về Chiêu An. Ông ba về Chiêu An à. Cái đó là gói gọn ông ba về Chiêu An đó. Ông về ông Chiêu An, ông trở về trước, ông ba là về đầu tiên để Chiêu An. Rồi ông cấp giấy mình vô bốn thẻ. Đừng nói ông cấp giấy mới vô được, mà có chư thiên chư thần đã gác ở bốn cổng tứ trấn hết rồi. Nó vô mấy em chạy chặt ở ngoài nó đánh Ngọc Hoàng đốt luôn mà. Đó là Ngọc Hoàng bằng đồng á, gió thổi bên núi xong rồi, cây cá nhà cửa sập hết rồi, ngày cái ngày dùng nước dân rồi xong rồi, cuộc chế gì đốt quả địa cầu luôn. Rồi khi đốt xong rồi đó, ngày mới lập lợi và thả ra con người xong rồi lập đời buồn lên đường hoặc rã dưới là thành cái đời tân. Rồi dài đất bằng vàng, cây bằng bảy báo, trái cây đầy chim hót, rồi Đức Phật mới lấy người trong cái bốn thẻ là thả ra lập đời mới. Năm châu đều gom vào bốn thẻ hết, không phải riêng Việt Nam. Cả thế giới vô bốn thẻ, các nước sao bên cạnh đó. Mà ông Sáu ơi, mà bốn ông thẻ của mình đâu có bao lớn đâu mà quy tụ về đó giữ gì ông Sáu? Trời ơi, cái khoảng là trên mấy trăm ngàn ông dòm thấy qua Hà Tiên, ông chưa thấy qua cái thẻ số 4 Hà Tiên có dòm về núi Cấm, thấy cái núi có chút xíu luôn á. Vậy là người không chứ đâu có nhà cửa gì nữa. Nó đồng tống không ạ? Khi mà dòm về đó là chỉ nhà người thôi mà, đâu có nhà vậy mà trong lúc đó mà qua bên Vĩnh Gia về Vĩnh gì Vĩnh Điều, Vĩnh Gia Vĩnh Tạc cho tôi dòm về núi Cấm có chút xíu à. Mà bốn góc rồi nó lớn dữ lắm. Dạ, vậy là khi mà cái cửa kinh trời Vĩnh tới Vĩnh Điều, Vĩnh Gia, Vĩnh Tạc rồi nó xa vậy lắm, bốn góc xa vậy lắm. Khi mà cửa trời vô trong bốn ông thẻ đó là mình là con nghe nói là Cần Đăng không vô được, Vĩnh Gia Vĩnh Điều không vô được, mà chỉ có vô được một cửa là khi cái dầu cửa cái dầu là cửa là cửa lầm lộng cửa trời mở cửa ngay ngã ba cửa ngã bát cửa dầu ngã bát cửa dầu ngay chân ở đó là cửa trời lầm lộng cửa trời có cửa một. Dạ, chư thiên xuống ta án giữ bốn thiên dương bốn góc. Chấn và binh trời giữ, không có ai chỗ nào chung được, binh trời xuống đó. Tứ thiên dương binh trời xuống dừng nó lập trận rồi là không trên thiên la dưới địa võng không có gì vô được, liên gia địa võng có trời gian không có gì vô lọt được. Vô đó không có binh đao không gì chết chóc, vô đó không có gió độc không có bệnh tật, chừng nó vô sống an ổn. Thầy nói chừng nó lúa bay về núi dành dày rồi sau đó vô vợ chừng vợ núi ông tô, thầy nói là ngọc muôn màu kết tụi làm đèn lầu dạng đốc có mỗi mắt hương vô tận bay thơm nồng nặc, thầy biết không? Vợ núi ông tô ra lầu dạng đốc. Chứ đâu phải một đốc không, dạng đốc là nó cao dòm cho tới như lầu lại cho nó dạng đốc có hương vô tận bay thơm nồng nặc. Mà ngầu dòm nó giờ nhớ tốt trịnh đó. Ngọc muôn màu, ngọc làm kết tuổi làm đèm, ngọc trâu giờ không có đeo nữa, mà ngọc làm màng treo chơi giờ không có đeo nữa. Ngọc già mà cao màng bằng ngọc không. Hơn điện nữa, bây giờ điện đèn nó giật rồi sao ngọc chiếu sáng khỏi xài đèn điện vậy. Ai xài đèn điện chứ nó chết. Ngọc qua ánh sáng như đèn khoa khỏi xài đèn điện vậy. Ngọc muôn màu kết tuổi làm đèm, lầu dạng nọc bước xem mỗi mắt hương vô tận bấy thơm nồng nặc. Gót thần tiên các chư tiên chư Phật rồi các chỗ ta gom gì lại đây ta chúc mừng chúa thánh chúa. Đi đặt lắm với mình luôn lại chúc mừng vua mình đó, thánh chúa đồng chúc mừng nó cũng mới lập hội long dân đó là tiếp rước mấy chư tiên đó, tiếp hội long dân là mở ra tiếp rước chư tiên, rồi hội long đình là mở ra để dạy đây các quan này phò vua chúng nước là hội long đình của vua lập. Rồi thứ ba là sao Phật lập hội long qua để tuyển chọn người hiền đức để ra mà đắc đạo để đi giáo hóa khắp thế giới. Đi truyền đại đạo để gây cuộc hòa bình cho vạn quốc, đó làm sứ giả Như Lai để phụng sự Như Lai đi truyền đạo đó. Như ông học cho giỏi thì nữa ông làm lãnh sứ mạng đi ra truyền mọi nước. Không giỏi sao đi truyền, để tại vì mình giới hạn coi sao đi được. Mình học thông thái văn hóa đạo đức rồi mình hỏi cái hành đạo thiền sao, thiền rồi qua mới dạy tu pháp môn thiền sao,
thiền là tự tâm lắng lặng sáu căn không nhiễm giới trần thanh tịnh, tâm không móng khởi là thiền, chứ không phải mà ngồi thiền mà chớ ngoảy. Thiền là sáu căn mình không nhiễm giới trần tự tại, tâm không khởi vọng đó là thiền, đó tự tánh thanh tịnh thiền, là người đó hiểu thiền rồi, chứ không phải ngồi thiền. Dạ. Ông Lục Tổ ngày xưa ông có ngồi đâu, ông quy thầy ra bữa củi rồi sao thầy hỏi, thầy xuống hỏi bữa 6 tháng rồi, thầy hỏi bữa nay đệ tử gạo trắng chưa, để ông tử nghe, ông biết thầy hỏi đấy, thầy là thưa thầy gạo trắng rồi thiếu cái sàn, tức là thầy chưa điểm đạo, ông nói bằng lý không nghe, thầy cũng hỏi lý, ông nói cái tâm ông xác đắc đạo chứng rồi, ông hiểu pháp rồi mà chưa đắc đạo, cái thầy không nói cho, lấy cây gậy á, khó trên miệng có ba cái chắp tay theo đích đi vô cửa sau, mà ông biết là canh ba, thầy gõ ba cái vô canh ba, đi cửa chắp tay là đi cửa sau vô, rồi thầy truyền y bác làm tổ thứ sáu ở Trung Hoa là lục tổ bữa củi không đâu có biết chữ gì đâu. Thầy nói không học mà thông người dốt mà nói rớp pháp quá rành, lựa làm chi cao tuổi học hành biết tỏ ngộ tâm ông sáng là ông đắc đạo trừ được thâm si ái ôi nội ông mình thật cần gì mà tụng kinh gõ mỏ. Thấy dễ à không, đạo Phật rất dễ mà người không hiểu rồi nó dài dòng lợi học cái này khó khăn, cái đạo Phật rất từ từ bác á về giải thoát dễ lắm mà không hiểu tu lâu lắm mà hiểu rồi là cắt bắp là thành Phật liền. Cắt đứt tham ái là thành Phật liền, tham sân si là mình thầu khỏi quyền, không có gì khó vậy. Ông Phật ông Lục Tổ là dốt nhất đó, không biết một chữ nữa, ông bớt của vợ gạo không thầy biểu theo Lục Tổ cho tổ danh theo thần tú là Lục Tổ ông dùng cái hiểu cái tâm ông hiểu rồi ông đi dùng cái khẩu để truyền đạo bằng cái hiểu biết của ông giảng thiền giảng tịnh độ là cái sự sáng của ông chứng quả, chứ không phải là biểu vô ngồi tung chùa gõ mõ tụng binh đó như cái đọc chúng dân thanh nào không biết cái gì không. Nam mô A Di Đà Bà và Đa Tha và Đa Dạ Di và Tha Di Đi Đa Thất Nam Bà Tỳ A Di Đi Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đi Đa Tỳ Ca Lan Đa và Đi Đi và Dạ Na Chí Đa Ca Lê Ta Bà Ha, ông biết giải chuyện gì không, Phật nói gì không? Không, cái đó là chú dẫn sanh Phật biểu nếu khi người chết đó mà cái thần lực của chú này sẽ cảm hóa được vong linh khỏi tội được giảng sanh vì cõi Phật. Nếu khi gặp người chết con thú con vật về đọc ba biến là quá vật thành nhân, con người thành được giảng sanh vì cõi Phật, là thần lực của chú nó mạnh vậy đó. Mà khi đó là nói giờ đợi bên Ấn Độ là tiếng Phạn, còn thầy mình giải là chú giảng sanh thầy vậy ta dịch nè, thầy nói cái bà chú của giảng sanh thầy của người Việt thầy dịch là tiếng Việt, thầy nói Nam mô mình biểu khi cầu nguyện cho chết Nam mô thập pháp tăng tăng, nay con thành tâm cầu nguyện cho người chết ta tên gì, nhờ Đức Phật từ bi cứu độ vong linh thoát chốn mê đồ giảng sanh thành Phật, phải không? Dạ. Nó gọn khô à, đạo Phật giáo thầy dạy cầu nguyện không khô à. Thành ra mình tu thích cái này dễ lắm, mình tu quân Phật đi nữa về mình đệ tử thứ nhất của Phật Di Lặc, ông là Phật Di Lặc. Mình là đệ tử Việt Nam, mình là ông Phật Việt Nam là Phật Di Lặc, mình là người Việt Nam, mình là đệ tử số 1 của ông Phật Di Lặc. Còn các nước sau nó là nó đâu phải người Việt Nam, nó là đệ tử số 2 số 3, làm gì nữa bằng mình. Thầy giáo truyền đại đạo định ngôi phải phân thứ gây cuộc hòa bình đi giáo quá chúng sinh. Mình không đạo không học nữa sao đi giáo quá người ta được, mình phải học cho rành mới đi giáo. Thiền sao tịnh độ sao, tịnh độ là tín nguyện phụng hành, niệm Phật khi chết lâm chung quả là nó mất giảng sanh cầu Phật, đó có ba phương pháp tín nguyện phụng hành, đó pháp môn tịnh độ. Trừ mười đoán hành mười, trừ mười đồ ác hành mười điều thiện giảng sanh cực lạc, dễ ở tu nó dễ lắm, không khó gì, khỏi cạo đầu, khỏi vô chùa, khỏi mặc áo, khỏi cạo đầu, đâu phải cạo đầu rồi mặc áo nhà thầy chùa mới là nhà sư. Mà thầy đây là nói nhà Như Lai mặc cái Như Lai ngồi tòa, Như Lai nhà Như Lai là từ bi bác ái đai đồng hay từ bi hỷ xã, thấy không, đó là nhà Như Lai. Còn áo Như Lai là áo nhẫn nhục, mình thương người mến vật có bình đẳng đúng thanh như mặt đất đại địa, mình không giận hờn ai đó mặc áo Phật, coi tòa Phật là bình đẳng bốn muôn loài nõn tha đã khoát là gì anh em, tất cả chúng sanh như anh em. Thầy nói điều thứ 8, tất cả như con một cha đồng học về con đường đức, dẫn khi học tròn đoạn ai trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo hoàn toàn trở lại của giới sanh, đó là cái ngồi tòa Phật luôn, rồi làm sứ giả Phật đi truyền đạo, làm sứ Phật sự như là đó là trọn là lệ tử của Phật. Còn mình không biết mình ở tu cà dòng mà tu ngàn đời cũng thành gì. Không cần học giỏi, đạo này không cần thông, mà con người có tín nguyện hạnh là ông được tu giải thoát, không cần ông biết chữ nữa. Ông tin Phật là ông tu không cần là giỏi, không cần giáo sư bác sĩ gì vậy. Nó bình đẳng vô đó, miễn cái tâm ông sáng huệ là ông phát là đình đạo, cắt đứt phiền não ông là Phật liền, cắt hết phiền não là ông Phật liền.
phiền não là chúng sanh, dứt phiền não mình là Như Lai, là trở về tự tánh thanh tịnh, đó là thật kêu là Như Lai thiền. Tự tánh thanh tịnh là Như Lai tối thượng thiền. Không khởi một vọng niệm nào hết, không niệm thiện mà không niệm ác vậy đó. Tâm mình lặn vô trong bầu trời, không có một đám mây nào trên trời chứ. Trong veo, không còn mây đen, rồi dẹp hết mây đen, mây trắng dẹp luôn. Nãy là mình làm ác là mây đen, bây giờ mây trắng làm thiện cũng dẹp luôn. Trở này giờ cái tâm nhất như là Bồ Đề, là Niết Bàn, là thanh tịnh, là chân như. Nó ngoan chân trong Niết Bàn, có ta tám đại tánh Niết Bàn. Chân không, chân tịnh, chân lạc. Ở chỗ đó chân tịnh, chân lạc là tám đặc tính của Niết Bàn. Niết Bàn diệu tâm, chỗ đó trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có giảng. Chân không, chân lạc, chân tịnh, mấy cái đây rồi gọi chân, con người mình không khởi vọng không, nhân đó là Niết Bàn tự tánh thanh của mỗi chúng sanh. Yeah. Không phải Niết Bàn mà vô ngồi gốc cây liêm diêm đâu, Niết Bàn mình trở về thanh tịnh rồi. Niết Bàn, Niết Bàn là không vọng, mà Như Lai là không sanh, không vậy không chết nữa, gọi là Như Lai. Mà cái thân này phải chết nha, không phải là tu không bỏ xác nha. Cái này là cái giả, cha mẹ ban cho là tứ đại rồi sao nó xúi cả nó. Còn cái tâm mình không có chết, khi đắc đạo rồi không có chết nữa. Con người đó mới hiểu, mới còn tu mà sẽ chết, mấy người chưa hiểu tâm, chưa giác ngộ tâm. Tu là phải cái thân này không chết đâu. Thân nhà ông vua cũng chết rồi, đừng nói ai không chết. Yeah. Ông Phật Thích Ca 80 tuổi, ngày tu xuất gia 19 tuổi, 4 năm thuyết pháp truyền đạo, đến năm 80 cùng ngày cũng nhập đến bàn bỏ cái giả. Cái chúng sanh, các đệ tử hỏi, thưa Như Lai, ngài nói thề độ chúng sanh, hết chúng sanh mà Ấn Độ theo con nhóc chân mà Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Cái Đức Phật nói này nè, các con không biết. Thời kỳ đã đến, những chúng sanh có duyên với ta đã độ hết rồi, trên xứ Ấn Độ rồi. Yeah. Những người có duyên ngài độ tu hết rồi, giải thoát hết rồi, còn cái người này không giải không có được. Ở đây hoài cũng vô ích, ngài nhập Niết Bàn để ông Phật khác độ. Cái nhiệm vụ Phật đã xong rồi. Đó là ngày độ xong rồi, ngày đi giống phải hết chúng sanh, hết những người thiện căn với Phật á. Còn ngẫu nhiên ở ngoài nó đặt đất mà nó không tu làm sao đổ. Dạ. Đó là vậy đó, có duyên Phật mới độ được.